Chào các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ học tiếp bài học số 7 là bảng phân tích vật tư. Thì ở bài học trước chúng ta đã học về bảng tiên lượng, là chúng ta đã biết được cái bảng tiên lượng là bao gồm các cái đầu việc, các cái công khối lượng cũng như diễn giải của nó rồi. Thì bây giờ chúng ta đi học tiếp ở bài số 7 là phân tích vật tư. Thì bài số 7 này chính là bài học đầu tiên mở đầu cho cái việc mà xác định tổng dự toán hoặc là tổng mức đầu tư của một cái dự án, một công trình. Thì trước khi đi vào chi tiết bảng phân tích vật tư thì tôi sẽ dở cái căn cứ pháp lý cũng như là cái tổng thể ra để chúng ta biết đã, xem là tính dự toán gồm thứ gì. Ở bài học số 3 thì nói về cái tính bảng tính đơn giá các máy. Thì tôi đã có một lần có một dịp là cho chúng ta biết cũng như hướng dẫn chúng ta cái thông tư 06/2016 này rồi, ở phụ lục số 6 về cái bảng giá các máy, phương pháp tính đơn giá các máy. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại gặp lại cái thông tư 06 này một lần nữa, và tôi khẳng định đây là một cái thông tư vô cùng quan trọng. Các cái văn bản, các cái nghị định, các cái thông tư của các bộ thì cũng đều quan trọng cả thôi. Thế nhưng mà nếu mà nói về độ quan trọng thì chắc chắn cái thông tư 06/2016 này là vô cùng quan trọng, quan trọng số 1 luôn. Bất kỳ một kỹ sư kinh tế dựng nào, các chủ đầu tư, rồi các ban quản lý dự án, các sở ban ngành khi mà làm một dự án thì họ áp dụng rất nhiều luật. Nhưng mà khi mà xác định cái chi phí để xây dựng một cái dự án hay là tổng đầu tư của nó ấy, thì chắc chắn một điều là cái thông tư 06 này thì không ai có thể quên được, không ai có thể không nắm được, ai cũng phải nắm rất chắc, rất kỹ thì chúng ta mới tính toán mới đúng, đúng giá trị và đúng luật được, tính đúng tính đủ được. Đó. Thì thông tư 06 này là Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 về việc là hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tức là dự toán rồi đấu thầu rồi tính toán tổng đầu tư vân vân, rồi các chi phí tư vấn là đều là trong cái thông tư 06 này, nằm trong cái phạm vi của điều chỉnh trong thông tư 06 này. Đấy. Thì ở phụ lục số 2, trang số 32 thì Bộ Xây dựng có một cái bảng phụ lục hướng dẫn về phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình. Thì ở công thức số 2.1 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là dự toán xây dựng công trình được xác định bởi công thức như sau này, là chi phí xây dựng một công trình hay là tổng đầu tư đấy, bao gồm có 6 thành phần. Một là chi phí dựng, 2 là chi phí thiết bị, 3 là chi phí quản lý dự án, và 4 là chi phí tư vấn, 5 là chi phí khác, và 6 là chi phí dự phòng. Đấy. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng bài học một, và mỗi bài học thì chúng ta có thể xác định được là một số thành phần trong số các 6 cái chi phí này. Đấy. Và cái nhiệm vụ trọng tâm là chúng ta phải xác định được GXD này, là cái chi phí xây dựng công trình này là bao nhiêu. Thì cái G, cái chi phí dựng này là quan trọng nhất và mất thời gian tính toán nhất. Đó. Thế bây giờ thì riêng đối với GXD này, nó lại có cả một cái bảng phụ lục số 3 để chúng ta xác định riêng cái phần chi phí dựng này, là có một phụ lục riêng là phụ lục số 3 để chúng ta giúp chúng ta xác định. Đấy, phụ lục số 3. Đấy, phụ lục số 3 phía dưới này. Đây, phụ lục số 3. Phương pháp xác định dự toán chi phí dựng để tính riêng cho một cái chi phí viết tắt là GXD, tức là chi phí xây dựng, là riêng phụ lục số 3 này. Trong phụ lục số 3 này, ở bài học chúng ta đang quan tâm bài học về bảng phân tích vật tư ở trang số 64, thì Bộ Xây dựng hướng dẫn cái bảng số 3.4 là phân tích hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cho các công tác xây dựng trong công trình. Đó. Đấy, thì bảng 3.4. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem Bộ Xây dựng yêu cầu cái gì. Bộ Xây dựng yêu cầu bằng này thứ này. Thứ nhất là ở cái bảng này, Bộ Xây dựng yêu cầu chúng ta công trình của chúng ta có những đầu việc nào, những công tác nào chúng ta liệt kê ra. Ví dụ số tự là 1, mã hiệu là AE1245 chẳng hạn, là công tác xây tường chẳng hạn, đơn vị là mét khối chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo công tác số 2 là công tác chát tường chẳng hạn, chúng ta liệt kê ra. Đấy. Tiếp theo bước thứ hai là đối với từng các công tác thì chúng ta phải thể hiện được cái định mức vật liệu, ví dụ xây tường chẳng hạn gồm có cát này, có gạch này, có xi măng này, có nước này, vân vân này, đúng chưa? Và cái định mức hao phí, mức hao phí này thì đối với vật liệu sẽ thể hiện ở cột số 6, cột số 6 này, ví dụ như cát chúng ta điền ở đây, gạch chúng ta điền ở cái chỗ này, ô này. Tiếp theo, Bộ Xây dựng yêu cầu chúng ta là cái công tác đấy sử dụng những nhân công nào,
Ví dụ nhân công bậc 3 trên 7, bậc 3,5 trên 7 và bao nhiêu công. Và số công đó ấy, thì chúng ta sẽ thể hiện là có số 7 này. Đấy, ví dụ bậc 3 trên 7 chúng ta điền ở ô này, bậc 3,5 ở ô này. Và tương tự như vậy, cái công tác đấy sử dụng những cái loại máy nào, ví dụ như là máy trộn vữa, máy vận thăng hay cẩu tháp, bao nhiêu ca ở đây thì chúng ta sẽ điền ở cột số 8 này. Điền ở cột số 8 này. Đấy, thùng phía dưới đây, chúng ta điền ở ô này đối với máy trộn 80 lít điền ở ô này uống với vận thăng 0,8 tấn. Đó. Đấy là ba cột về định mức. Cái cột số 5 này là cột khối lượng. Khối lượng này là khối lượng cho công tác. Ví dụ như công tác số 1 là công tác xây tường. Khối lượng cái tường đấy hay ở một cái cấu kiện đấy là bao nhiêu thì chúng ta điền ở cái ô này. Đấy, khối lượng là cột 5. Thế công tác tiếp theo, công tác số 2, công tác chát tường, khối lượng là bao nhiêu chúng ta điền ở ô này. Đấy. Tiếp theo cái ba cột cuối cùng là khối lượng hao phí, tức là khối lượng hao phí vật liệu này, nhân công, máy ở cột 9, 10, 11 thì rất đơn giản thôi là sẽ bằng ở cột số 5 nhân tương ứng với cột số 6, 7, 8 thì sẽ ra tương ứng cột số 9, 10, 11. Đó, thì như vậy là bộ dựng yêu cầu chỉ có thế thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta làm một đầu việc thì như vậy thôi, nhưng mà 100 đầu việc thì chúng ta thấy khủng khiếp khối lượng, chúng ta tra định mức xong chúng ta nhân thì rất là dài. Đấy. 1.000 đầu việc thì còn khủng khiếp nữa. Đó. Thế thì bây giờ đây là về mặt lý thuyết là bộ dựng hướng dẫn. Đấy. Thế bây giờ để cho nó minh họa rõ hơn thì tôi mở sang một cái màn hình để kẻ bảng có sẵn để chúng ta nhìn cho dễ. Đây chính là bảng phân tích hao phí vật liệu với công máy của công trình. À, tôi kẻ bảng sẵn cho chúng ta. Đối với phần mềm dự toán G8 thì nó tương ứng với cái sheet là hao phí vật tư. Thì tôi mở luôn phần mềm ra thay vì là tôi kẻ lên một cái file Excel hay là trên bảng, sau đó thì chúng ta nhìn rất mất thời gian. Thì đây tôi lấy ví dụ một công tác thôi. Đấy, một công tác là sản xuất vi kèo đây. Khối lượng điền đây là bao nhiêu tấn. Đấy, ví dụ khối lượng ở đây là 5,67 tấn. Ví dụ như thế. Thì đây khối lượng nó sẽ thể hiện 5,67 tấn ở đây. Đó. Tiếp theo chúng ta thể hiện ba cột định mức vật liệu công máy, ba cột định mức vật liệu sinh máy. Thì ba cột này lấy ở đâu ra? Thì các bạn nhớ lại ở bài học trước về bảng, về các cái hệ thống định mức do các bộ như bộ xây dựng, bộ giao thông, rồi bộ thông tin truyền thông vân vân họ công bố, thì các cái định mức này sẽ lấy ở các cái ba cột định mức này sẽ lấy ở các cái bộ định mức đấy. Cụ thể như sau, ví dụ công tác sản xuất việc kèo này thì chúng ta sẽ lấy ở trong các cái định mức mà bộ xây dựng đã ban hành, ví dụ như là định mức 1776 năm 2007 đấy. Chúng ta sẽ lấy các định mức đấy. Hoặc là nếu mà cái công tác về kèo này mà nó có ở trong định mức mới nhất, ví dụ như định mức 235 năm 2017 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải lấy ở 235. Tức là định mức nào mới nhất thì chúng ta sử dụng, mới nhất không có thì chúng ta sẽ lấy ở cái định mức cũ hơn. Đấy, cụ thể là cái này thì sẽ lấy ở cái định mức 1776 năm 2007 do bộ xây dựng công bố. Thì định mức vật liệu gồm có thép hình, thép tấm, oxy đất đèn qua hàn thì thể là đây. Đây, đấy chính là cái định mức vật liệu. Đấy. Cái định mức nhân công thì nhân công bậc 4 trên 7 nhóm 1 sẽ thể hiện ở đây, ở cột G này. Định mức máy, số ca cũng như máy khác là 1% sẽ thể hiện ở cột H này. Đây, đấy. Thế vậy thì các cái định mức này chúng ta sẽ lấy ở đâu ra? Thì chúng ta sẽ lấy ở quyển định mức 1776 năm 2007 do Bộ Xây dựng công bố. Thì cách mà chúng ta tải về như sau, chúng ta vào dự toán luật xây dựng ở đây. Đấy, là các cái sheet liên quan đến các cái hệ thống luật, hoặc là chúng ta tìm cái sheet luật xây dựng ở phía dưới này, đây chúng ta kích vào thì nó cũng ra thôi. Thì đây là định mức 1776 năm 2007 do Bộ Xây dựng công bố, thì chúng ta bấm tải về. Đấy, thì nó sẽ ra được cái website của Bộ Xây dựng, chúng ta thấy địa chỉ là moc.gov.vn. Đây là địa chỉ website của Bộ Xây dựng. Thì chính là website của Bộ, cho nên là cái file đính kèm này, tệp đính kèm này nó rất là tin cậy. Thì khi thực hành thì chúng ta sẽ tải cái file này về, tải file này về máy chúng ta. Đấy, chúng ta kích vào chúng ta tải về. Sau khi tải về xong rồi thì chúng ta giải nén nó ra, vì đây là file ra, file chấm ra, cho nên là nó là file nén, thì chúng ta cần phải giải nén ra bằng cách là nháy phải, sau đó chúng ta chọn extract here, với điều kiện là trên máy của chúng ta đã cài cái phần mềm về nén giải nén đấy, WinRAR đấy ạ. Đấy, thì chúng ta nên là cài cái WinRAR vào, chúng ta nháy phải, chúng ta chọn extract here thì sẽ ra. Thế thì khi mà giải nén xong thì nó sẽ mở ra chúng ta ba file, 1, 2, 3 file này. Thì chúng ta mở cái file định mức 24
công bố chấm đốc này, thực ra đây là người ta viết này thôi nhưng thực chất là định mức 176, tên file này thôi nhưng mà chính là định mức 1776 đấy. Thì khi mở cái file định mức dự toán 24 công bố này, chấm đốc ra thì nó sẽ ra một cái file word như sau. Đây, đây chính là cái định mức 1776 đấy. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem, chúng ta xem là khi tra chúng ta sẽ lấy đâu ra. Đấy. Đây chính là cái mã chương số 9 sản xuất lắp dựng kết cấu kiện sắt thép. Đấy, thì khi tra chúng ta nên là xem cái thành phần công việc là cái gì, xem nó làm những việc gì. Đấy, cái AI 1 đây, 11 là cái cột này. Đấy. Thì thép hình là 8/60, thép tấm 169, oxy 1,72. Đây. Chuyển sang đây chúng ta kiểm tra. 860, 169, 1,72, 8,16, 20,89 và 5. 8,16, 20,89 và 5%. Nhân công bậc 4 trên 7 thì là 32,571. Đấy. Bậc 4 trên 7 đây, 32,571 là cột G. Đấy, các loại máy. Đây. Thì 0,470 à 3,47 và 0,43. 3,47 đây, 0,43 hai cái loại máy và máy khác là 1%. Đây thì máy khác là 1%. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ tra định mức của Bộ Xây dựng, sau đó thì chúng ta điền vào đây. Tiếp theo, ở trong văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì cái cột số 9, 11 này thì chính là cái tổng khối lượng bằng cách là chúng ta lấy cột 5 nhân 3 cột 6, 7, 8 thì ra cột 9, 11 tương ứng. Thì tôi minh họa để chúng ta rõ. Đây, đây là tổng khối lượng của vật liệu, của nhân công, của máy cho 5,67 tấn vì kèo này. Đây, còn đây là cho 1 tấn vì kèo. Đây là định mức, thì cho 1 thôi. Một một đơn vị công tác thì bằng này. Thế vậy thì 5,67 đơn vị công tác sẽ gì? Chúng ta sẽ nhân lên thôi ạ. Ví dụ cái đất đèn này thì nó sẽ gì ạ? Lấy tổng khối lượng 5,67 tấn mà nhân với định mức của đất đèn là của đất, đúng rồi, nhân với cái hệ số này. Hệ số này thì phần mềm bổ sung thêm để cho một số trường hợp là chúng ta có điều chỉnh hệ số cho nó phù hợp. Tương tự như vậy ở nhân công thì sẽ gì? Lấy khối lượng 5,67 đây nhân với cả định mức nhân công là cho một đơn vị công tác là 32,571 thì sẽ ra được tổng ở đây. Tương tự như vậy cho máy cần chụp này chẳng hạn sẽ bằng gì ạ? Tổng khối lượng vì kèo 5,67 tấn nhân với định mức cho 1 tấn nhân hệ số nếu có, mặc định nó là 1 hết thì không thay đổi gì cả. Đây chính là khối lượng của số K của cần chụp. Ở đây thì chúng ta thấy là có một cái đại lượng là vật liệu khác 5% và máy khác 1%. Thì ở đây nó không có thể hiện cái gì cả. Đây ví dụ ở cái ô vật liệu để trắng, cái máy này là 1% thì cái chỗ này để trắng. Lý do là 5% này là 5% tương ứng với thành tiền của cái đống này, của các cái vật liệu này, chứ không phải 5% tính theo khối lượng. Đấy, tương tự như vậy cái 1% máy khác này này là 1% tương ứng với thành tiền của ba cái loại máy này, chứ không phải là 1% tương ứng với số K này. Đấy, tức là nó phải tính theo quy quy ra tiền để mà tính, cho nên là chính vì thế mà ở đây chúng ta cũng bắt buộc vẫn phải thể hiện để khi mà chúng ta tra mấy sách ở đây 5%, đây 1% thì nó khớp với cả sách. Đây 5% vật liệu khác đây nó khớp với sách, và 1% máy khác đây nó khớp với sách. Đấy, nó khớp với sách thôi chứ chúng ta không nên để trống, nên nếu chúng ta không có ở đây thì lại cảm giác như là nó sai so với sách. Thế nhưng mà cái tổng khối lượng này chúng ta không để cái gì cả vì đây là khối lượng chứ không phải thành tiền đó. Như vậy là ở cái bảng trong thông tư này thì Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn rất đơn giản là gì, có hai việc liệt kê các đầu việc. Việc thứ hai là lấy quyền định mức của Bộ Xây dựng ra, Bộ Giao thông ra, Bộ Thông tin Truyền thông vân vân, cái định mức mà tương ứng của ngành nào thì sẽ tra của ngành đó. Sau đó thì tra quyền định mức rồi đưa vào cột 6, 6, 7, 8. Tra xong thì nhân cột 5 với 6, 7, 8 sẽ ra cột 9, 10, 11. Có một công tác thì làm một lần, mà có 100 công tác thì làm 100 lần như vậy, 1.000 công tác làm 1.000 lần như vậy thì sẽ hết cái bảng này. Cứ như thế, chấm chấm chấm, có nghĩa là cứ thế mà làm. Đó. Thì cái bảng này chỉ hướng dẫn, Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn rất là đơn giản như vậy thôi. Đấy. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã khảo sát về mặt lý thuyết cũng như là cái thực tế thể hiện bảng biểu tính toán như nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái định nghĩa về cái bảng phân tích vật tư như sau. Bảng phân tích vật tư là bảng thể hiện hao phí định mức mỗi loại vật liệu, mỗi loại nhân công, mỗi loại vật liệu đúng chưa ạ, mỗi loại nhân công
và mỗi loại máy cũng như là khối lượng tổng cộng của chúng cần thiết cho từng công tác có trong công trình. Cho từng công tác có trong công trình, ý là có 10 công tác thì phải tính 10 lần, 100 công tác phải tính 100 lần, như thế. Đấy. Như vậy định nghĩa tôi chỉ rất đơn giản là bảng thể hiện hao phí mức này, vật liệu công máy này, cũng như là khối lượng tổng cộng của nó cho từng công tác có trong công trình. Đấy. Định nghĩa như vậy. Và cái phần thể hiện công thức, cái bảng biểu tính toán và cách tính thì như tôi đã hướng dẫn rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ ba là chúng ta sẽ thực hành. Đấy, bảng phân tích vật tư trong dự toán G8. Thế thì phần thực hành này thì có lẽ là tôi sẽ ra đề bài. Đề bài là gì? Là chúng ta sẽ thực hành việc tính và thể hiện bảng phân tích vật tư. Đấy, cho các công tác sau. Thì các công tác ở đây thì tôi gợi ý chúng ta có thể chọn công tác khác được, không sao cả, nhưng mà có lẽ các bạn làm được khoảng từ 3-5 công tác. Thì công tác thứ nhất là các bạn cho tôi một công tác về móng, công tác đất đi, đào đất, đắp đất vân vân, tùy theo công trình của bạn. Cái công trình dân dụng thì là đào đất chẳng hạn, công trình giao thông đào đất hay là đắp đất gì đấy, công trình thủy lợi là đê kè, đấy thì chúng ta cho một công tác đất. Công tác thứ hai là chúng ta cho một công tác, ví dụ công tác về ván khuôn đi. Công tác thứ ba chúng ta cho một công tác, cho công tác về cốt thép đi. Đấy, công tác thứ tư chúng ta cho một công tác về bê tông. Công tác số 5 là công tác về xây. Đấy. Đấy. Thì đề bài như vậy. Thì các bạn sẽ dừng lại và tôi gợi ý để chúng ta làm thôi, chứ cái bài tập này có lẽ tôi cũng không cần phải chữa làm gì cả vì nó quá đơn giản. Tôi hướng dẫn chúng ta làm như sau này. Các công tác này thì chúng ta sẽ nhìn vào cái hồ sơ thiết kế của chúng ta hay là hồ sơ mời thầu, một cái hồ sơ mẫu ấy. Đấy. Bản vẽ mẫu ấy, thế xong rồi thì chúng ta sẽ xem là cái ở đấy là người ta sử dụng những cái đầu việc nào. Sau đó thì trong số 5 cái chủng loại này chúng ta chỉ cần làm khoảng 3 thôi, 3 trong 5 là đủ rồi. Chứ làm 5 thì hơi mất công mà cũng không cần thiết. Đó. Thế sau đó thì sau khi chúng ta xác định được các cái đầu việc ở trong hồ sơ thiết kế hay là trong hồ sơ mời thầu ấy, hay là hồ sơ quyết toán mà công trình chúng ta đang làm thật ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái quyển định mức 1776 này. 1776, tôi mở cái tờ bìa ra để chúng ta rõ hơn. Đây. Đây. Chúng ta dựa vào cái quyển định mức 1776 năm 2007 này để chúng ta tra. Đấy, chúng ta tra xem là các công việc đấy, ví dụ như là công tác đất định mức thế nào, công tác cốt pha như nào. Đấy, cũng giống như là chúng ta đã thể hiện ở cái bảng này. Đâu. Đây, ví dụ như là cái bảng phía dưới này. Chúng ta tra, ví dụ các cái công tác, chúng ta tra định mức vật liệu. Đấy, ví dụ công tác này, chúng ta tra ở đây. Định mức nhân công, tra tra ở đây. Máy nếu có. Xem, đại loại đây, có công tác có máy đây. Máy thi công, từ phần dưới này đây, các loại máy thì chúng ta tra ra. Và chúng ta kẻ một cái bảng giống hệt như cái bảng này để chúng ta, với các cái tiêu đề như này. Đấy, sau đó khi mà tra định mức chúng ta đưa ba cột này. Sau đó thì cột thành tiền này, cột tổng khối lượng này sẽ bằng gì? Cột khối lượng, ô khối lượng này mà nhân ba cột này thì sẽ ra ba cột này tương ứng, và chúng ta làm thao tác lặp đi lặp lại 3 lần cho ba công tác khác nhau. Như vậy mỗi công tác nó sẽ tương ứng như này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì cái này bài tập nó dễ quá và chúng ta nên nghiêm túc trong cái việc làm bài tập. Thì chúng ta nghiêm túc cho tôi 3 đầu việc và chúng ta tra ra. Ok chưa? Đấy. Đấy là bài tập thực hành bằng tay của các bạn mà chúng ta làm trên Excel nhé. Được chưa Excel? Làm xong thì chúng ta sẽ thực hành trên phần mềm G8 bằng cách là như sau. Ví dụ như bây giờ các bạn đã xác định được mã của nó rồi, công tác đất chẳng hạn, AB. Tôi ví dụ thôi nhé, chứ không cần công tác của bạn là mã là gì các bạn điền vào đây. Đấy. Khối lượng các bạn xác định thực tế ở cái hồ sơ thiết kế hay là hồ sơ mời thầu của các bạn. Đấy, đây là công tác đất. Ví dụ vậy, bây giờ một công tác về cốt pha
Đây, tôi ví dụ thôi. Đấy, cái mã này là do bạn xác định được ở trên Excel rồi. Ở công trình thực của bạn, bạn gõ ở đây nó sẽ ra. Khối lượng này là khối lượng thực tế của bạn trên hồ sơ thiết kế. Một công tác nữa, công tác về xây bê tông chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mắc 250. Ví dụ vậy nhé. Đây là cái mã này cũng là do bạn xác định được trước rồi. Sau bạn vào đây bạn tra. Đấy. Vân vân. Đấy, sau đó thì chúng ta sau khi nhập được đủ các đầu việc rồi, cũng như khối lượng của nó rồi, có thể diễn giải tùy bạn ở phía dưới này. Đấy. Sau đó chúng ta kích sang bên sheet hao vật tư. Thì chúng ta thấy ạ, cái công tác 1 trong đấy vì kèo nó vẫn giữ nguyên. Thì công tác số 2 nó tiếp tục ở đây. Đấy. Hao phí định mức nhân công, hao phí máy ở đây. Công tác số 3 ván khuôn thì nó có các loại gỗ, loại đinh. Đấy. Nhân công bậc 4 trên 7. Đấy. Công tác về bê tông thì các loại vật liệu đây. Nhân công bậc 3 trên 7, các loại máy trộn bê tông. Đấy. Thể hiện ở đây. Đấy. Thì cách thực hành là như vậy. Như vậy là với bài học số 7 này, tôi đã hướng dẫn cho chúng ta chi tiết cái bảng phân tích vật tư theo bảng 3.4 phụ lục số 3 trong thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng, cũng như là cái cách thực hành việc tra định mức, rồi là tính tổng khối lượng cho từng đầu việc một chúng ta làm tay trên Excel, và cuối cùng là cái cách thực hành trên phần mềm G8. Đấy. Thì các bạn thực hành đến đó là coi như chúng ta đã xong bài học rồi. Đấy. Trong quá trình làm việc rồi là học tập hoặc làm việc và sau này, thì nếu chúng ta có vấn đề gì gặp trục trặc đấy, hoặc thậm chí ngay bài học này chúng ta có vấn đề gì cần trao đổi, thì các bạn có thể vào trợ giúp đóng góp ý kiến với G8, hoặc là chúng ta vào dự toán G8.com. Bài học số 7 về bảng phân tích vật tư đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học số 8 là bảng tổng hợp vật tư. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.